Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ban chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h trên trục Bắc Nam. Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi thông báo về chương trình làm việc toàn khóa Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, họp từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp này là trung ương đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam theo đó trung ương nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm đầu tư dự án để hiện thực hóa các chủ trương định hướng của đảng nghị quyết kết luận của bộ chính trị và triển khai các quy hoạch tăng cường kết nối vùng miền các cực tăng trưởng tạo động lực lan tỏa mở ra không gian phát triển kinh tế mới bảo đảm nhu cầu vận tải trên hành lang bắc nam là hành lang vận tải lớn nhất cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Sau ban cán sự Đảng chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 xem xét, quyết định thông qua chủ trương, một số cơ chế chính sách đặc thù để huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư dự án. Bộ Chính trị cũng đã họp cho ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sau khi nghe ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải báo cáo tờ trình đề án chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao bắc nam và ý kiến của các cơ quan bộ chính trị đã thảo luận và đưa ra kết luận đây là công... bộ chính trị đã thảo luận và đưa ra kết luận đây là công trình rất quan trọng và rất cần thiết mục tiêu chung xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang bắc nam một cách tối ưu bền vững Tạo tiền đề động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải trong chiến lược phát triển đất nước theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng và triển khai các quy hoạch quốc gia. Việc xây dựng tuyến đường sắt này sẽ tăng cường kết nối vùng miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, tái cấu trúc các đô thị, phân bố dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đường sắt tốc độ cao được xây dựng sẽ bảo đảm nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc Nam, là hành lang vận tải lớn nhất cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tái cơ cấu thị phần vận tải phù hợp lợi thế từng phương thức, góp phần giảm chi phí logistics. Ngoài ra, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tạo tiền đề động lực phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ và phát triển phương thức vận tải bền vững, hiện đại thân thiện góp phần giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là khát khao chính đáng mà bất cứ quốc gia, người dân nào cũng mong muốn để hạ tầng giao thông vượt lên một tầm cao mới, hiện đại, văn minh, đáp ứng nhu cầu của người dân và nền kinh tế. Thứ trưởng nhấn mạnh với dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 65 đến 70 tỷ đô la Mỹ, việc bố trí vốn dự kiến thực hiện trong khoảng 12 năm. Với vị thế và tiềm lực của Việt Nam hiện nay, theo ông Huy thì thời điểm đầu tư đường sắt tốc độ cao của Việt Nam đã chín mùi. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có tổng chiều dài 1.541 km, được đề xuất đầu tư với cấu trúc đường đôi, khổ 1.435 mm, được sử dụng điện khí hóa và hạ tầng được thiết kế cho tốc độ tối đa đến 350 km trên giờ, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Qua quá trình nghiên cứu với sự hỗ trợ của các tổ chức có kinh nghiệm trong và ngoài nước, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ khởi hành từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội, đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn tuyến sẽ có 23 ga phục vụ hành khách với khoảng cách trung bình giữa các ga là 67 km, cùng với 5 ga hàng hóa được đặt tại các khu vực giao thông chính. Bộ Giao thông Vận tải đã có đề xuất ưu tiên nguồn lực để khởi công hai đoạn Hà Nội Vinh và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 642 km vào cuối năm 2027. Đoạn Vinh Nha Trang dài khoảng 899 km dự kiến sẽ được khởi công trước năm 2030 và mục tiêu phấn đấu hoàn thiện toàn bộ tuyến đường vào năm 2035. Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự án vành đai 4 đoạn qua Bắc Ninh vào cuối năm 2025. Trong chương trình công tác tại Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, thủ tướng cũng yêu cầu rút ngắn tiến độ hơn nữa, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 phải hoàn thành dự án đoạn qua tỉnh Bắc Ninh. Ngày 22 tháng 9 trong chương trình công tác tại Bắc Ninh, thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Trước đó, tại phiên họp thứ 14 ngày 17 tháng 9 của ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng đã yêu cầu các tỉnh có khối lượng thi công còn thấp tại các dự án cao tốc, trong đó có Bắc Ninh, cần ra soát lại toàn bộ kế hoạch triển khai, tập trung tháo gỡ về vật liệu xây dựng, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực đã có mặt bằng, các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi nguồn vật liệu, ra soát năng lực của nhà thầu thi công để kịp thời xử lý theo quy định nếu triển khai chậm tiến độ. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia đi qua ba tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối cao tốc Hà Nội Lào Cai và nội bài Hạ Long. Dự án được khởi công vào tháng 6 năm 2024, có chiều dài 112,8 km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 85.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh có chiều dài tuyến theo lý trình cao tốc là 35,3 km, gồm 25,6 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối đường vành đai 4 với đường cao tốc nội bài Hạ Long. Tổng mức đầu tư 5.274 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 vùng thủ đô đoạn đi qua Bắc Ninh. Theo nghị quyết của Quốc hội, Bắc Ninh được giao thực hiện hai dự án thành phần là dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa phận tỉnh Bắc Ninh và dự án thành phần xây dựng đường song hành địa phận tỉnh Bắc Ninh. Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay tỉnh đã bàn giao 364 trên 374 ha, chiếm 97,2% tổng mặt bằng cho chủ đầu tư, còn 2,8% diện tích đất ở dự kiến bàn giao vào cuối tháng 11 năm 2024. Lãnh đạo tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện hoàn thành 11 dự án tái định cư. Cùng với đó, phân đấu hoàn thành công tác di rời hạ tầng kỹ thuật từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, hoàn thành di rời hệ thống điện cao thế trong tháng 2 đến tháng 3 năm 2025. Về công tác tổ chức thi công, dự án được chia làm 3 gói thầu và tổ chức 24 mũi thi công. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Bắc Ninh tăng cường chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, yêu cầu các nhà thầu thi công 3K, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phấn đấu từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, nâng tổng sản lượng thi công lên hơn 400 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025 đối với những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng trong năm 2023 và các hạng mục còn lại trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào tháng 4 năm 2026, trước 7 tháng so với dự kiến. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung cát, đất đắp do Bắc Ninh không có mỏ vật liệu nên không chủ động được. Về vấn đề này, tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành chủ động liên hệ với các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ để tiếp cận với các nguồn cung. Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ hơn nữa đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 phải hoàn thành dự án đoạn qua tỉnh Bắc Ninh. Dự án sớm hoàn thành thì sớm mở ra không gian phát triển mới, người dân, doanh nghiệp Bắc Ninh được hưởng thụ. Do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm. Cũng trên công trường, Thủ tướng đã cho ý kiến về hướng giải quyết vướng mắc liên quan việc triển khai đầu tư ba cây cầu trên vành đai 4, cùng cầu Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, cầu Hồng Hà, Hà Nội, bắc qua sông Hồng và cầu Hoài Thượng, tỉnh Bắc Ninh, bắc qua sông Đuống. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và ba địa phương khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để bảo đảm tiến độ toàn tuyến. người dân sẵn sàng di rời mù mả cho dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Trong dự án đường Tân Phúc Võng Phan, xã Đỉnh Cao huyện Phù Cừ là địa phương có số lượng mộ phần phải di rời lớn nhất. Hiểu rõ được những khó khăn bất cập trong việc di rời mù mả, thời gian qua, chính quyền các cấp xã Đỉnh Cao đã tích cực vận động tuyên truyền nhân dân. Đến nay, cơ bản nhân dân đã đồng thuận và mong chờ sớm được phê duyệt dự án nghĩa trang mới. Qua giả soát, kiểm đếm xã Đỉnh Cao sẽ thu hồi đất ở Nghĩa Trang 2, thôn An Nhuế, và Duyên Linh với khoảng 750 ngôi mộ, tổng diện tích trên 1 hecta. Qua các buổi tuyên truyền vận động của chính quyền các cấp, cơ bản người dân trong thôn đã đồng thuận và mong muốn được di rời mộ phần về nơi mới. Hiện khó khăn lớn nhất là nghĩa trang cũ đã cơ bản hết quỹ đất, nghĩa trang mới chưa được phê duyệt. Đây là sự băn khoăn lớn cho chính quyền và nhân dân xã Đình Cao. Xã Đình Cao đã cơ bản xác định vị trí khu quy hoạch nghĩa trang mới có diện tích to hơn khu cũ với khoảng 1,2 hecta, chỉnh lên tỉnh, huyện phê duyệt đề nghị các ban ngành liên quan sớm có kế hoạch xây dựng nghĩa trang mới để người dân sớm di chuyển mộ phần và đẩy nhanh tiến độ dự án